phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 4 2020 Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có bản tin phân tích thời sự Việt Nam Trong phần 2 bài tướng niệm Đại tá Hồ Ngọc Cẩn Để mở đầu với phượng kính mời quý vị theo dõi bài phân tích về chính trị Việt Nam với Thanh Trang 45 năm chính sách triệt người bài viết do Mạnh Kim biên soạn Trong hội ký viết trên gác bút nhà văn Nguyễn Thụy Long, cháu ruột nhà văn Nguyễn Bá Học, người nổi tiếng với câu Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Kể lại thảm cảnh một vụ tịch thu sách năm 1975 sau khi chính quyền mới tiếp quản Sài Gòn. Một cửa hiệu chuyên cho thuê truyện tại đường Huỳnh Quang Tiên bên cạnh nhà thờ Ba Chuông tại Phú Nhuận phát nổ khi đoàn thu gom sách mang băng đỏ xâm nhập tiệm. Ông chủ nhà sách mời tất cả vào nhà rồi một trái lù đạn nổ Chuyện xảy ra không ai ngờ, đương nhiên là có đổ máu, cả chủ tiệm cũng mạng vong. Câu chuyện ông chủ hiệu sách uất ức tha chết, còn hơn nhìn băng đỏ gom và ném sách đi đốt, chỉ là một trong những bi kịch của miền Nam sau 1975. Không chỉ đốt sách, con người cũng bị triệt đến tận cùng. Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư đều bị tống đi học tập cải tạo. Miền Nam không chỉ đột nhiên rơi vào tình trạng thống khổ cùng cực, mà còn chứng kiến những cảnh không thể tưởng tượng. Phu nhân đại tá đi bán rong, vợ giáo sư buôn vỉa hè, thầy giáo mưu sinh bằng xích lô, ký giả chạy xe lam, con sĩ quan xếp hàng mua từng ký gạo. Những hình ảnh đã đột ngột làm biến dạng miền Nam sau 1975. Những câu chuyện trải dài theo ký ức và nghe tưởng chừng phi thực tế đến nỗi những thế hệ sau này khi được kể nghĩ chắc hẳn là chuyện bịa. Đã có cả trăm quyển sách kể về những câu chuyện này, từ đi tù cải tạo đến vượt biên bỏ mạng. Nhắc lại không phải đào xới chuyện cũ, để thấy rằng di sản 1975 đến giờ vẫn tiếp tục còn sau 45 năm. Chính sách triệt tiêu con người sau 1975 vẫn tồn tại, đó mới là điều cần nói. Trong số đối tượng hướng chịu sự trả thù vô lý và nghiệt ngã, có những trí thức đỉnh cao mà trí tuệ họ xứng đáng đại diện cho dân tộc Việt. Có lẽ không gương mặt nào trong bộ chính trị hoặc nhân vật nào trong nội các hiện tại có thể so với những bậc trí thức Việt Nam Cộng Hòa về trình độ lẫn nhân cách. Điều đáng tiếc nhất là một số tri thức này đã phải trả giá cho lòng yêu nước. Chỉ bởi họ quá yêu nước khi họ chọn ở lại mà không đi nước ngoài sau 1975 với niềm tin ngây thơ vào chế độ mới và với nhiệt tâm đóng góp tái thiết sau chiến tranh, quê hương với họ là nước nhà, là đất nước và mái nhà. Sinh năm 1929 tại Cần Thơ, giáo sư Phạm Hoàng Hộ có bằng cử nhân khoa học, thủ khoa thực vật học Paris, bằng cao học vàng vật học Paris, bằng thạc sĩ Agrég, vàng vật học, bằng tiến sĩ khoa học vàng vật học Paris giáo sư Hồ từng là giám đốc Hải học viện Nha Trang, khoa trưởng Đại học Sư phạm Sài Gòn, tổng trưởng quốc gia giáo dục, viện trưởng sáng lập Viện Đại học Cần Thơ. Ông cũng là hội viên Hội thực vật học Pháp, hội viện Hội tảo học quốc tế, hội viện Hội viện trưởng Đại học quốc tế, cố vấn môi sinh Ủy ban quốc tế sông Mekong. Công. Giáo sư Hồ chính là người vận động cho bằng được việc thành lập ngôi trường đại học đầu tiên ở miền Tây vào giữa thập niên 1960. Đó là Viện Đại học Cần Thơ, nơi canh nông trở thành môn khoa học chính quy, được đào tạo như một chuyên ngành đại học. Sau 9 năm sống với chế độ mới, giáo sư Hộ từ khát vọng trở nên thất vọng. Môi trường giáo dục bị thay đổi hoàn toàn, nó bị cào xé rách nát để thay bằng chiếc áo thô đính băng đỏ. Ý nghĩa và triết lý giáo dục khai phóng bị vất xó. Theo lời kể của bác sĩ Ngô Thế Vinh năm 1977, giáo sư Hộ phải học lớp chính trị 18 tháng về chủ nghĩa xã hội khoa học. Không chấp nhận chương trình giáo dục bị đảng hóa, giáo sư Hộ phản đối quyết liệt. Cuối cùng năm 1984, khi được chính phủ Pháp mời sang thỉnh giảng, giáo sư Hộ quyết định ở lại Paris. Tại Pháp, ông vùi mình vào Viện Bảo tàng Thiên nhiên Quốc gia Paris thuộc hệ thống Đại học Sorbonne. Miệt mài làm việc suốt 6 năm, bổ túc cho công trình cây cỏ Việt Nam của ông một công trình đồ sộ có giá trị đến mức giới thực vật học thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Nhắc đến giáo sư Hộ, không thể không nhắc đến giáo sư Nguyễn Duy Xuân. Không như giáo sư Hộ, giáo sư Xuân có số phận cay nghiệt gấp nhiều lần. Từng được giáo sư Hộ mời về Viện Đại học Cần Thơ thay mình ở ghế viện trưởng, giáo sư Xuân tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ. Giáo sư Xuân cũng là vị tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Một bài báo trên Thanh niên ngày 28 tháng 4 2015 nhắc lại, theo giáo sư Võ Tầm Xuân, trước ngày 30 tháng 4 1975, những người nào có chức sắc ở Viện Đại học Cần Thơ đều được cấp một tấm giấy coi như giấy thông hành để ra nước ngoài khi có biến cố. Với chức vụ tương đương bộ trưởng, giáo sư Nguyễn Duy Xuân có thể ra nước ngoài bất cứ lúc nào nếu muốn, nhưng ông vẫn ở lại Việt Nam. Không chỉ không được trọng vọng, giáo sư Xuân còn bị tống đi tù, bị giam tại trại Hà Nam Ninh. Cuối cùng năm 1986, giáo sư Xuân bỏ mạng chốn Lâm Sơn cùng cốc. Nhắc lại điều này, bác sĩ Ngô Xuân Thế không giấu được chưa sót. Tôi không thể không tự hỏi nếu không có 11 năm giam hãm đầy đọa độc ác và vô ích của những người Cộng sản thắng cuộc. Nếu giáo sư Nguyễn Duy Xuân, một tiến sĩ kinh tế tài ba và giàu lòng yêu nước, vẫn tiếp tục ở lại xây dựng Viện Đại học Cần Thơ, với nhịp độ 1966 đến 1975 thì không biết viện đại học Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển và tiến xa tới đâu nếu Việt Nam sau 1975. Trân trọng trí tuệ và tài năng của các trí thức như giáo sư Phạm Hoàng Hộ, giáo sư Nguyễn Duy Xuân, giáo sư Lê Xuân Khoa, cụ Bùi Diễm, bác sĩ Ngô Thế Vinh, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, ông Đỗ Văn Thảo Cựu phó tổng thanh tra ngân hàng quốc gia bị đi cải tạo. Giáo sư Vũ Quốc Thông, khoa trưởng Đại học Luật Khoa Sài Gòn cũng bị đi tù. Sẽ còn phát triển và tiến xa tới đâu nếu chế độ đang cai trị luôn dễ bị kích động một cách thái quá cái gọi là tự hào dân tộc biết dùng hiền tài để sự tự hào có phần đóng góp của những trí thức đỉnh cao và trí thức đúng nghĩa. Trí thức chân chính là những người không chỉ thể hiện lòng yêu nước bằng ngôn từ Họ là những người không bao giờ ngưng bồn chồn lo lắng cho sự tục hậu nước nhà cùng sự lấn ác ngoài bang. Trong bài viết trên tờ Một Thế Giới, ngày 2 tháng 2, năm 2017, tác giả Lê Học Lãnh Vân thuộc lại tâm sự của giáo sư Phạm Hoàng Hộ trong một lần gặp ông tại Pháp giữa thập niên 1980. Nhiều người Trung Quốc từ Đài Lục và cả từ Đài Loan, Singapore đã đến tìm học các bộ sưu tập thực vật đông dương của Pháp. Tôi không biết họ có chủ trương gì đó không. Tài nguyên của nước mình, mình phải biết. Mình không biết mà người ta biết, thì người ta xài hết của dân mình. Lãnh vực nào cũng vậy, riết rồi người ta áp chế mình. Ăn trên ngồi trước, còn mình cắm đầu dưới đất. Tiếng là có độc lập mà còn thua hồi thuộc Pháp. Cách đây 2 năm khi nghe giáo sư Lê Xuân Khoa vừa trải qua ca phẫu thuật ngặt nghèo, tôi đã vào viện thăm Ông nằm giữa đống dây nhợ gắn quanh gần như kín người, không thể nói vì miệng mũi còn vướng ống. Ông ra hiệu cho cô con gái lấy tấm bảng. Ông viết chỉ một câu nhưng nghe nặng trịch, mỗi chữ như một nhát búa. Tôi lo mất nước về Tây Tàu rồi. Và ông rơm rớm. Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, ông chẳng nghĩ gì khác ngoài quê hương. Ông không lo gì khác ngoài cái lo mất nước về sự lệ thuộc gần như toàn diện của Việt Nam với Trung Quốc. Bao nhiêu người trong hệ thống lãnh đạo Việt Nam hiện tại có thể bị đánh thức lòng tự ti dân tộc bởi nhát búa lương tri của một vị trí thức gần 90 tuổi như giáo sư Lê Xuân Khoa. Chưa ai thống kê cho thấy hiện có bao nhiêu trí thức kiều bào vang danh nước ngoài nhưng không được mời về hoặc họ không buồn về. Thậm chí có những người bị cấm về dù hệ thống tuyên truyền chế độ luôn ra rả về sự trân trọng đón chào trí thức hải ngoại, một số trí thức đã quyết định không về. Họ không tin và họ có đủ bằng chứng để không tin nhà cầm quyền. Khi những Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Chiêu Hảo còn là thành phần phản động thì không ai còn ngây thơ để ngộ nhận sự thành thật của nhà cầm quyền đối với trí thức. 45 năm sau 1975, Chế độ cai trị vẫn tiếp tục chính sách triệt người, triệt cả chính người của họ. Trí thức muốn đóng góp và xây dựng nhằm thay đổi chính sách đã và sẽ không có cơ hội. Một trong những trí thức mà khi tiếp xúc, tôi luôn nhìn thấy sự nhiệt tình dữ dội của ông dành cho nước nhà. Nói chuyện với ông có cảm giác như đang ngồi trước một sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, dù ông đã gần 80 tuổi. Đó là bác sĩ Ngô Thế Vinh ông là một trong những người việt nam luôn nặng tình với miền tây với đồng bằng sông cửu long một cách bền bỉ dù quê quán ông ở hà nội ông là tác giả quyển khảo cứu cửu long cạn dòng biển đông dậy sóng ông cũng là tác giả quyển mê công dòng sông nghẽn mạch việt nam không chỉ có dòng mê công nghẽn mạch việt nam đang bị nghẽn cả dòng trí tuệ của các bậc trí thức minh tuệ hùng tâm